cả nhà Hôm nay là 25 Đúng rồi, Giáng sinh Một Giáng sinh nữa lại đến Và tất cả quý cô chú anh chị Hôm nay đi chơi có vui không ạ? À? Mọi người hôm nay có đi chơi vui không ạ? À? Cả nhà mình ngày hôm nay có đi chơi vui không có à chào nguyễn trinh nhé <laughs> nguyễn trinh hôm nay có đi chơi noel không <laughs> nguyễn trinh là ở thị trường nào nhỉ hôm qua chị hỏi mà không thấy em trả lời <laughs> mọi người có thể vào tương tác à không em à. mà vậy <laughs> là anh là à, anh 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 nguyễn trinh là ở thị trường nào á chị à à chị chị ở hà nam à dạ chị ở hà nam à dạ 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 rồi em em cảm ơn chị ạ à, chị trinh à dạ dạ chị 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 trinh đến với công nghệ ut của mình lâu chưa <laughs> Trời ơi, sinh năm 69 nhưng mà vẫn còn rất là tư duy tuyệt vời đúng không ạ? Đấy, đến với đà, dám đón nhận những cái gì mới, những cái gì đột phá đúng không ạ? Để chúng ta sẽ có những cái cơ hội để thay đổi cuộc đời chị ạ, đúng không ạ? Rất là tuyệt vời luôn ạ. Hà Nam hiện tại giờ công nghệ OT chúng ta chắc cũng có rất là nhiều đúng không chị? À mọi người có thể là vào và chia sẻ livestream cho em biết với nha. À, chào anh, chào bạn Lê Văn Tài nha. Bởi vì rất là nhiều người mới nên không biết cũng không không biết là uh, anh em hay là bạn nữa. Hôm qua chị tắt bật máy có khách lên không trả lời được. à <laughs> Dạ ông sao chị ạ? Ông sao ạ? À, chào em khuyên <laughs> Quyên Nguyễn nha. Uh, Quyên Nguyễn chị vào 2000... Wow, vậy luôn hả? Tuyệt vời quá chị ạ. Vào từ 2017 thì bây giờ chị chắc là phải rất là hiểu về tập đoàn và có số lượng cổ phần quá tuyệt vời và chắc chắn là cũng đang lan tỏa được rất nhiều đối tác đúng không chị? Quá tuyệt vời luôn ạ. Trời Chỗ 17 là một cái con số dường như là đi đầu luôn đúng không chị? À chào bạn Thi Nhân Vũ nhé hello người đẹp cũng tạm thôi đấy là chị kim tốn rồi đấy đấy đây một chào em khuyên nguyễn nha kim nguyễn cũng một là một cái đối tác rất rất là nhiệt tâm nhiệt tình luôn đấy à chào ai, anh nguyễn hùng ạ à. anh nguyễn hùng cũng là một cổ đông rất rất tâm huyết của tập đoàn công nghệ UT chúng ta quý cô chính chị ạ với một cái 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 số lượng cổ phần hiện tại giờ là hơn 15 triệu cổ phần đấy anh, anh anh nguyễn hùng này là một cái um, cổ đông lớn sau chị phan lịnh ở buôn ma thuật ở đắk lắc quý cô chính chị nhá mình là vũ thị nhàn ạ à. à vũ thị nhàn à cảm, cảm ơn bạn nhàn nhá bởi vì sao bởi vì rất là nhiều người lạ cho nên hoàng biết cũng không biết là là bạn hay là chị hay là anh nữa đấy cho nên là hoàng biết phải phải hỏi trước trước bạn noel vui vẻ nhé thank you bạn ạ À chào à, em Ngọc Liên nhé. Chào tất cả quý cô chú anh chị đã à xem livestream Hoàng Biết và có thể là mọi người có thể liệt chia sẻ livestream Hoàng Biết với nhau. Hôm nay Hoàng Biết sẽ đến với oa wow, anh sinh năm 73 chào. Vậy là anh Cho nên là phải hỏi thăm thì mới biết được cách xưng, xưng hô ạ, à. chứ không là em cũng không biết được là là xưng hô như thế nào cho đúng nên nhiều khi là không không dám xưng hô anh cũng không dám xưng hô chị mà có thể là sẽ là xưng hô bạn trước. À, chào bạn lê văn tài à, chào anh lê văn tài nha à, chào em khuyên nguyễn nha rồi chào anh nguyễn hữu bắc bắc nha anh nguyễn hữu bắc hiện tại giờ là một cái một cổ đông hiện tại giờ đang cậu uh, đang làm việc tại dubai của cuối anh chị ạ và theo như hoàng viết viết thì anh luôn luôn là đến trung tâm thử nghiệm của chúng ta ở dubai đúng không ạ và đưa rất nhiều thông tin về cho tất cả các cổ đông ở việt nam mình ạ rất tuyệt vời anh nguyễn hữu bắc ạ cảm ơn anh nhiều chúc anh sẽ có một mùa giáng sinh thật ấm áp nhé <laughs> chào tất cả quý cô chú anh chị ạ à. À, hôm nay hoàng viết sẽ đến với tất cả quý cô chú anh chị một cái chủ đề đó là khi mà chúng ta đến với tất à, công công nghệ UT đúng không thì rất là nhiều người họ nói là mình đang ảo tưởng mình đang mơ hão à, mình đang ở trên mây đúng không ạ Thế nhưng ngày hôm nay Hoàng Bích sẽ đến với tất cả cô chú anh chị một cái chủ đề đó là à, công nghệ OT Nó là công nghệ được tạo ra bởi một nhà khoa học Một con người bằng xương bằng thịt đấy quý cô chú anh chị ạ à, Một dự án thật đúng không ạ? Một doanh nghiệp, một dự án, một tập đoàn họ có thật đó Và một công nghệ nó giải quyết được những vấn đề của xã hội Những vấn đề thiết thực của xã hội quý cô chú anh chị ạ và chắc chắn thì với một cái dự án mà nó giải quyết được những vấn đề của xã hội thì chắc chắn sẽ rất rất nhiều quốc gia tìm đến và đưa về cho đất nước của họ đúng không ạ và lợi nhuận thì điều đó là đương nhiên thôi đúng không, quý cô chú anh chị đấy à, <laughs> cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị nhá hôm nay mọi người vào sớm nha noel mà không thấy mọi người đi chơi à, chúc tất cả quý cô chú anh chị hôm nay sẽ có một buổi noel một mùa giáng sinh thật an lành và ấm áp ạ à thì sau đây hoàng viết cũng uh, mình nghe nhiều video của bạn trên mạng rất cảm ơn bạn chia sẻ cho mọi người cảm ơn bạn quá wow, vậy hả rất <laughs> là 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 cảm ơn bạn uh, nhàn nhá uh, thật sự gì mình cũng uh, chia sẻ bằng tất cả những gì mình biết được mình học được từ những người uh, ở trên từ những người đi trước Đấy. và mình cũng muốn lan tỏa và chia sẻ cho tất cả mọi người cho nên là hoàng hoàng biết cũng mang một cái tâm đó là cho đi để mà biết đâu được đúng không ạ với những cái gì mà hoàng biết chia sẻ thì sẽ giúp được một điều gì đó cho tất cả mọi người ạ <laughs> hoàng biết rất vui khi mà nghe bạn nói thế à, chào bạn mùng phiến nha chào cô gái xinh đẹp à, em chúc chị biết buổi tối vui vẻ có nhiều năng lượng cảm ơn em khuyên nguyễn nhiều nha rất là cảm ơn em luôn ạ à. chào bạn nông quang tèo nha à, chào nga bom bom lê nha à, em chào anh bắc à, nhé anh ơi vâng <laughs> à, chào hiền đô nhé chào tất cả quý cô chú anh chị trong buổi livestream của hoàng viết ạ hôm nay à, noel nhưng mà mọi người hình như là cũng à, rất là ưu ái cho hoàng viết đúng không ạ đã vào cái livestream của hoàng viết từ đầu đến giờ luôn rồi ạ đấy hôm nay chia sẻ mà đưa cháu mà đứa cháu bạn của con mà không chịu đón nhận mà kêu không có tiền, 50 đô thôi cũng không có. Thật là buồn thấy thương họ nghèo nhưng họ không đón nhận. <laughs> cái quan trọng là họ đang ở cái tư duy nghèo cho nên là họ họ không thể nào thấy được cái cơ hội á chị à, à chị ạ. À. Cho nên là khi mà mặc dù là cơ hội rất tốt cơ hội rất tuyệt vời rồi nhưng mà nếu như không có tư duy không có tầm nhìn thì người ta vẫn không tìm nhận, nhìn ra cơ hội đâu cho nên người ta nói là à, một viên kim cương với một à, hòn đất đúng không ạ à? thì, thì chúng ta cũng phải có cái nhận thức cái tư duy kiến thức thì chúng ta mới nhận ra được đấy cho nên là ngày hôm nay là có cả viên kim cương để trao đến tận tay mà nhiều người vẫn còn từ chối đây đẩy đấy chính là cái tư duy kiến thức cái tầm nhìn sự hiểu biết của mình nó quá hạn hẹp đi đúng không ạ? Và chính vì điều đó nó đã gì? Nó đã cản trở cho mình đến với bất cứ những cái cơ hội nào dù nó có tốt đến mấy, họ cũng gì? Họ cũng gì? Họ cũng không đón nhận. Và chính điều đấy làm cho cuộc đời họ mãi mãi nghèo, mãi mãi đứng ở một vị trí, đúng không ạ? Không thể nào ngóc đầu lên được. Thế bây giờ nói là 50 đô hiện tại giờ còn khỏe như vậy, đúng không ạ? Là cái thời có nghĩa là còn rất là trẻ, còn rất là khỏe mà chúng ta 50 đô cũng không có thì 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 chúng ta phải đặt câu hỏi là à, chúng ta sinh ra cái mục tiêu của chúng ta là gì đúng không ạ à, lúc còn khỏe như vậy mà tiền chúng ta còn không có thì lúc ốm đau bệnh tật thì chúng ta sẽ như thế nào đấy cho nên là chúng ta cảm thấy là cái tư duy nghèo nó là cái nó vô cùng nguy hiểm cô cô chú anh chị ạ. nghèo tiền nghèo bạc nó chỉ là nghèo tạm thời nhưng người ta gọi là nghèo tư duy sẽ là nghèo mãi mãi đây <laughs> là là hơn nhau là ở cái tư duy và chị chị nguyễn trinh ạ à, rất là tuyệt vời luôn ạ à. em rất là hiểu được những cái tâm 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 ý của chị đúng không ạ nhưng mà khi mình trao đi khi mình cho thì không phải là ai cũng hiểu được cái tâm ý của mình đúng không chị đấy nên là, là chào bạn à chào bạn chung lai can nhá chào 啊哈哈。<laughs> Rồi Hoàng Viết xin chào tất cả quý cô chú anh chị ạ. À. qua một cái um, vài giây phút giao lưu cùng với quý cô chú anh chị thì Hoàng Viết cũng nhận ra một điều rằng là ngày hôm nay mặc dù là Noel đúng không ạ nhưng mà cái tinh thần cái năng lượng và cái tình yêu với cái công nghệ Ute chúng ta vẫn không hề thay đổi không hề bị giảm giảm sút đúng không ạ. đơn giản là ngày hôm nay Hoàng Viết lên livestream thì vẫn rất rất nhiều quý cô chú anh chị đã hiện diện trong buổi livestream của Hoàng Viết và giúp Hoàng Viết có thêm thật nhiều năng lượng để để chia sẻ đến tất cả quý cô chính anh chị ạ Mọi người ơi có thể comment cho em với con số 9 yêu thương đúng không ạ <laughs> à, Đặc biệt là anh Nguyễn Hùng này em khuyên này đúng không Anh Hữu Bắc Anh Hữu Bắc tí nữa hình như cũng có like với em bùi hiểm đúng không ạ à, Đấy Thì lời đầu tiên thì không phải không có UST mà là sợ mất, sợ bị lừa chính xác <laughs> Cái gì cũng sợ hết, đúng không ạ? Chỉ có là không sợ nghèo thôi Cho nên người ta vẫn nói là cái gì em cũng sợ mỗi một thứ em không sợ đó là nghèo <laughs> có nghĩa là họ không sợ đúng không ạ bởi vì không phải họ không sợ bởi vì họ không hiểu được không có kiến thức không có tư duy tầm nhìn cho nên là họ không dám quyết định một điều gì đó cho cuộc đời mình quý cô chính chị ạ đấy cho nên không đủ miền tin đúng không không đủ miền tin để quyết định bất cứ một điều gì cho cuộc đời mình đó cho nên là 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 đấy chính là cái thứ mà đã 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 gián tiếp đúng không gián tiếp và trực tiếp hủy hoại cuộc đời của chính họ thôi ạ à cho nên là hoàng viết cũng rất là vui khi mà mọi anh em quý cô chính chị lên đây và giải bày tâm tình của chính chúng ta khi chúng ta đi làm đối tác đúng không ạ ôi cảm ơn nè cảm ơn chị nguyễn trinh nhá cảm ơn anh hữu bắc đã cho em rất nhiều con số 9 cảm ơn mùng phiến nhá cảm ơn bạn nhàn nhá cảm ơn anh Trung lai can nhá cảm a à, chào chào nguyễn tính nhá đấy thì lời đầu tiên thì hoàng biết xin tự giới thiệu về bản thân mình đôi chút bởi vì có thể là trong buổi livestream này rất nhiều quý cô chú anh chị đã biết hoàng biết rồi nhưng vẫn còn một số quý cô chú anh chị là chưa biết về hoàng biết đúng không ạ? cho nên là hoàng biết xin tự giới thiệu lại hoàng viết tên là hoàng thị viết hiện tại giờ viết đang sinh sống và làm việc tại buôn ma thuật những cô chú anh chị nào mà đến thủ phủ cà phê buôn ma thuật thì hãy alo cho hoàng biết hoàng đức sẵn sàng sẽ mời tất cả quý cô chính trị những ly cà phê đậm chất tây nguyên để chúng ta có thể là gì à um, có được những cái ký ức những cái kỷ niệm đẹp khi đến với buôn ma thuật được không ạ à đấy em nguyễn khuyên là luôn luôn mang trong mình một cái tình yêu thường trực đó là em luôn luôn biết ơn ngài chủ tịch cho người nghèo như em cũng biết nắm giữ cổ phần doanh nghiệp để thoát khỏi cảnh nghèo chị ơi chính xác chính xác luôn em ạ cho nên là chúng ta phải vô cùng biết ơn ngài đúng không ạ vô cùng biết ơn ngài vừa là người tạo ra công nghệ và lại là người sử dụng cái hình thức gọi vốn cloud Funding để cho chị em mình để cho tất cả chúng ta những người thấp cổ bé họng nhất cũng có cơ hội để nắm giữ cổ phần leo lên nấc thang của người giàu đúng không ạ đấy cho nên chúng ta cảm thấy là vô cùng hạnh phúc và biết ơn ngài chủ tịch ạ à chào em đặng hồng giang nhá đặng hồng giang là một người em rất là tuyệt vời với những cái tư duy rất là đột phá đúng không ạ thấy em có những cái cái chia sẻ hết sức là tinh tế sâu sắc à chào phạm hương nhá phạm hương cũng là đang là một cái đối tác rất rất là nhiệt tâm và nhiệt tình với tập đoàn của chúng ta của chúng chị ạ. và em ấy rất là giỏi đúng không ạ em ấy rất là giỏi à, à. À, rất là năng lượng nữa, rất là năng lượng nữa, đúng không ạ? Truyền lửa, những cái người truyền lửa rất là rất rất tuyệt vời đấy. Và hoàng biết cũng xin cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị nhé. À, à, và với hoàng biết thì hoàng biết cũng xuất thân từ một người làm công thôi quý vị chính chị anh ạ một người làm công thôi. Và đơn giản giống như hồi nãy chúng ta vừa mới chia sẻ với nhau đúng không ạ? Rất nhiều người làm công nhưng mà họ không có tư duy, nhưng mà hoàng biết từ nhỏ đã sinh ra trong một gia đình nghèo Chị chị ạ. vì nghèo cho nên là mình phải cố gắng nỗ lực học tập bởi vì trong rất nhiều thế hệ đối với bố mẹ mình á đúng không ạ là chúng ta phải làm sao phải ra sức học tập để làm gì để có một công việc ổn định ổn định để về già có một quỹ lương hưu đấy người ta gọi là ổn định đúng không ạ đấy chính là tiềm thức đấy chính là cách giáo dục từ rất nhiều đời của rất nhiều thế hệ đúng không ạ và nó đã ăn sâu vào trong tiềm thức của à, đặc biệt là của người dân Việt Nam ta rồi cô chính chị ạ và Hoàng biết cũng là một cái hệ quả không thoát khỏi cái 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 tư duy đấy cho nên là Hoàng biết nỗ lực học nỗ lực học phấn đấu học và và cuối cùng thì Hoàng biết cũng thoát ra khỏi cái ao làng ao làng thế nhưng mà mình học tập mình à, có một cái công việc tốt như vậy thế nhưng 20 năm rồi mình vẫn không thay đổi được cuộc đời mình vẫn không bước phá được tài chính mình vẫn không đạt được cái đích đến của mình Thế hoàng bích đã nghiệm lại nghiệm lại vậy thì mình sẽ làm bao nhiêu năm nữa đúng không ạ thì mình mới đến đích và nghiệm đi nghiệm lại thì không thể nào mà đạt được tự do tài chính với cái với cái công cụ đó là làm công quý cô chính chị ạ và sau đó hoàng bích đi tìm những cái cuốn sách về tư duy để đọc và thật sự may mắn khi hoàng bích đọc được cái cuốn dạy con làm giàu của robert Kiyosaki. À, à, khi mà tiếp cận với cái um, tập hai của, của cái, cái, cái bộ dạy con làm giàu đó là kim tứ đồ thì hoàng đức mới vỡ òa ra hóa ra là mình đang nằm trong một cái vòng ráp rây người ta gọi là vòng chuột đúng không ạ sáng sách cặp đi làm tối về cuối tháng nhận lương và trả các hóa đơn à, mười mấy năm như thế đúng không mười mấy năm như thế nó là một cái vòng luẩn quẩn nó giam hãm hết tất cả những ước mơ của mình những cái mục tiêu của mình những cái kế hoạch của mình mà mình không hề hay biết quý cô chính trị ạ mình không hề hay biết mình không hề nhận ra cho đến khi cho đến khi à bắt gặp được cái kim tứ đồ người ta gọi là bản đồ cuộc đời thì mình mới ngộ ra và khi ngộ ra được cái vị trí mình đang đứng sẽ không bao giờ giúp mình đạt được cái ngưỡng tự do tài chính thì hoàng biết đã gì hoàng biết đã tìm để làm sao tiếp cận với cái nhóm đầu tư đó là nhóm kinh ngưỡng cao nhất để chúng ta đạt được cái tự do tài chính quý cô chính chị ạ. Đấy chính là nhóm đầu tư. Và khi mà chạm đến cái ngưỡng đầu tư thì quý cô chính chị biết rồi, hiện tại giờ rất rất nhiều cái lĩnh vực để chúng ta đầu tư, đặc biệt là những sân sản tài chính đúng không ạ? Rất nhiều cạm bẫy, rất nhiều những cái 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 cái, 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 cái rủi ro Đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta sẽ làm sao đây? Sẽ đầu tư vào đâu đây? Thế thật sự may mắn cho Hoàng biết là có một người bạn Có một người bạn hồi cấp 2 Đã nắm giữ cơ hội này và chia sẻ cho Hoàng biết Và Hoàng biết thật sự rất biết ơn người bạn ấy Nhờ người bạn ấy, đúng không ạ? Mà Hoàng biết biết được cái một cái tập đoàn công nghệ giao thông toàn cầu đang trên cái hành trình gọi vốn ở những cái giai đoạn cuối cùng quý cô chú anh chị ạ, ở những cái giai đoạn cuối cùng thật sự khi biết được cái điều này là hoàng Bích chỉ mong là gì nhỉ khi biết được cái giá trị cổ phần doanh nghiệp nó là tài sản nó là cuộc chơi của người giàu thì hoàng bích chỉ mong sao đi tìm một cái doanh nghiệp nào đó để mình có cơ hội để nắm giữ cổ phần của nó thế nhưng mà gì khi gặp được cái công nghệ ot thì giống như là người ta gọi là giống như cá gặp nước các quý cô chính chị ạ. rất là rất là 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 là, là có nghĩa là mình khao khát điều gì thì vũ trụ sẽ đem đến cho mình điều đấy và và hoàng biết thật sự biết ơn vũ trụ biết ơn người bạn của mình biết ơn và bạn triệu tâm biết ơn ngài chủ tịch đã à, đã là người tạo ra một cái công nghệ đúng không ạ và cho chúng ta những người thấp cổ bệ bé học như hoàng biết cũng như tất cả quý cô quý anh chị có cơ hội để góp vốn cổ phần tài trợ cho một tập đoàn một dự án lớn mang tầm quốc tế quý cô chú anh chị ạ và thật sự vô cùng biết ơn à, tất cả quý cô chú anh chị ngày hôm nay đã lắng nghe hoàng biết chia sẻ cái câu chuyện của hoàng biết và đấy cũng là lý do vì sao hoàng biết có mặt tại buổi livestream này để lan tỏa tất cả những cái giá trị những cái kiến thức những cái điều mà hoàng biết biết được đến với tất cả quý cô chú anh chị quý cô chú anh chị có đồng ý không ạ à? có thể comment cho hoàng biết con số năm yêu thương đúng không ạ à? <laughs> à, chào chị phan lịnh nhá đấy chị phan lịnh là một cổ đông rất tâm huyết của tập đoàn chúng ta quý cô chú anh chị ạ. 22 triệu cổ phần của chị nhá Đợt này chị có gia tăng thêm nữa không ạ? À? Đấy 26 năm về hưu không tài sản gì Quý cô chú anh chị ạ Cho nên người ta gọi là Mình phải thật sự tỉnh táo Nếu không Cuộc đời Thế giới sẽ xô đẩy mình là có thật đấy Quý cô chú anh chị ạ Nếu như mình không tỉnh táo đúng không ạ Thế giới sẽ xô đẩy mình Đúng không ạ Nhiều khi chúng ta cứ ngỡ là chúng ta đang ở một cái vòng an toàn ổn định nhưng thực sự không phải như vậy đâu chỉ khi nào chúng ta gặp biến cố, gặp khó khăn thì chúng ta mới ngộ ra Giống như chị Phan Lĩnh 28 năm đi làm Về hưu không có một tài sản gì Và may mắn gặp công nghệ UT Thật sự may mắn Em cũng vậy Em cũng là một người rất rất may mắn Và biết ơn cái người đã trao cơ hội cho mình Quý cô chính chị ạ à... Mọi người có thể comment cho với con số 5 nào <laughs> à, Rất mong mọi người tương tác cùng Hoàng Viết Để Hoàng Viết có thật sự năng lượng Và Hoàng Viết biết được rằng cái sự hiện diện của tất cả quý cô chính trị trong livestream Hoàng Viết được không ạ? Con dâu chị thì chia sẻ mỏi mồm Chúng nó vẫn cố tình hiểu à, Cố tình hiểu thật là buồn À, chúng nó vẫn cố tình không hiểu thật là buồn vẫn kêu không có tiền mà trong khi đó làm spa có tiền nhưng vẫn kêu không có tiền thật là buồn à, không sao đâu chị ạ có thể là thật sự là như thế này này cái câu chuyện mà mình chia sẻ thì chắc chắn sẽ có người người đón nhận và cái người đón nhận đấy họ phải có cái khao khát có cái sự thay đổi thực sự chị ạ còn nếu như họ mà không có tư duy không có mục tiêu không có sự khao khát thì mình có nói tốt cỡ nào họ cũng không bao giờ đón nhận đâu ạ à. cái tư duy họ đã đóng lại rồi chị ạ à. cho nên là không sao đúng không ạ à? bởi vì nếu như mà chị mình chia sẻ cho bất cứ ai mà ai cũng đón nhận thì mình không còn nằm trong top 5% phần trăm thế giới để nắm giữ 95% phần tài sản thế giới nữa đâu chị ạ à. cho nên chúng ta không phải buồn có thể là là cái thời điểm này là bạn ấy chưa nhận ra đúng không ạ nhưng khi qua một cái giai đoạn nữa một cái thời gian nữa đúng không ạ thì có thể biết đâu được chị ạ bạn ấy sẽ nhận ra thôi em chị đang gom tiền chị đạt giải vàng mà quá wow! chị văn lịnh đạt giải vàng luôn và đợt này chị lại được đi dubai rồi ôi trời ơi em chúc mừng chị nha tuyệt vời quá à, không hiểu đúng rồi À, chị hoàng biết chia sẻ rất hay và ý nghĩa <laughs> à, giờ, cảm ơn em nguyễn tính nhá vẫn câu nói giàu có số chính xác giàu có số <laughs> giàu sang không phải là số đó là do tư duy và lựa chọn chúng ta đấy cho nên là cái những người mà tư duy nghèo người ta gọi cứ một câu là giàu nghèo là có số đúng không số đã định mình nghèo là mình sẽ nghèo không có số má gì ở đây đâu cứ cô chính chị ạ tất cả đều là do tư duy chúng ta và sự lựa chọn của chúng ta đấy ạ À, rất cảm ơn chị Nguyễn Trinh nha à, rất là tương tác rất là nhiệt tình đấy cũng là nỗi lòng của những người đi làm đối tác khi chúng ta biết được đây là một cái viên kim cương mà chúng ta chia sẻ cho người khác người ta không đón nhận cảm thấy mình cảm thấy rất là rất là tiếc cho họ đúng không ạ rất tiếc cho họ nhưng không sao đâu chị ạ không sao đâu ạ đúng không ạ có thể là phước phận của họ chưa tới cho nên mình không thể nào mà chạm đến cái cái gì nhỉ người ta gọi là lòng chắc ẩn Người ta gọi là nếu như trong tất cả quý cô chú anh chị cũng giống như Hoàng biết á, nếu chúng ta sống mà không có lòng chắc ẩn thì đến với cơ hội này, đến với tập đoàn UT này chúng ta cũng không thể mở lòng đâu quý cô chú anh chị ạ. Chúng ta phải có lòng chắc ẩn, chúng ta phải biết yêu thương, chúng ta phải biết cho đi, đúng không? Chúng ta phải là những người có giá trị thì chúng ta mới nhận được giá trị và đây chính là cái giá trị cực lớn, cực lớn mà một nhà khoa học người ta đã nghiên cứu 40 năm, để cho nhân loại chúng ta vậy thì nếu chúng ta là những con người vô tâm đúng không ạ những con người không quan tâm đến thế giới xung quanh và chúng ta không có lòng chắc ẩn thì chắc chắn họ không nhận ra là chuyện hết sức bình thường chị ạ <laughs> à, 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 tình trạng chung chị ơi con dâu em hai cháu cũng không hiểu em phải đầu tư lưu danh cho hai cháu đấy chị đạt giải chị đạt giai đoạn một không được đi em ơi vậy hả Ồ, quá tuyệt vời luôn chị Lịnh quá tuyệt vời luôn đấy Một cổ đông 22 triệu cổ phần của tập đoàn chúng ta ở Tây Nguyên quý quý chính chị nhá ở Tây Nguyên 48 Đắc Minh Đắc Nông Đấy, đây chính là một cái câu khẩu hiệu sờ dần của chị Phan Lịnh đấy ạ Và thì ngày hôm nay Hoàng Bích sẽ đến với tất cả quý cô chú anh chị à, Cái chủ đề đó là công nghệ ưu tiên chúng ta à, Có phải là công nghệ à, thật Công nghệ thật một doanh nghiệp thật được tạo ra từ những con người thật và lợi nhuận có thật hay không thì hoàng bích xin được uh, chia sẻ đến tất cả các quý cô chú anh chị nhé um, thứ nhất lý do tại sao hoàng bích nói đây là một cái doanh nghiệp được tạo ra từ một người một nhà khoa học đúng không ạ vậy thì ngày hôm nay chúng ta phải nói là đây chính là con người có thật quý cô chú anh chị nhé không thể gọi là biện đặt đúng không ạ không thể gọi là không biết cái người tạo ra công nghệ này là ai đó là hoàn toàn sai đúng không ạ đây chính là chúng ta đang đồng hành cùng một vĩ nhân cùng một nhà khoa học cùng một nhà khoa học đại tài quý cô chú anh chị ạ à, ngài tên là anthony Zunicki ngài sinh ngày 16 tháng 4 năm 1949 tại min belarus quý cô chú anh chị nhá và ngài Anthony Yenicki có hơn 150 phát minh, 20 bài báo, 200 sách chuyên khảo. Quý cô chú chị ạ. Nếu như em đi làm thuê 15 năm cuối về đến chỉ có mấy bộ quần áo cũ là tài sản chị ơi. May quá em biết nắm giữ UAT là là tài sản chính thức của em đấy. Quý cô chú chị thấy là khi mà chúng ta đã hiểu đúng không hiểu được cái giá trị rồi đúng không thì chúng ta mới thấy được chúng ta yêu yêu công nghệ này vô cùng của chính trị à chào phương lý nhá bao giờ quả chín mới vui em ạ à? <laughs> bao giờ quả chín mới vui nói chung là à, à, có quả rồi thì sẽ chín thôi anh ạ à. cho nên là chúng ta cứ cần phải có thời gian đúng không ạ đấy và ngài là giám đốc của hai dự án liên hợp quốc Quý cô chính chị ạ. Ngài là giám đốc của hai dự án liên hợp quốc. Đó là dự án Skyway và dự án Specway hai dự án lớn của cô chú chị ạ. Và ngài chính là thành viên du hành vũ trụ Liên Xô, người đã đi từ vũ trụ trở về, Quý cô chú chị ạ. Đấy một cái thành viên trong cái hiệp hội du hành vũ trụ Liên Xô. À, ngài có 385 văn bằng sáng chế và chứng nhận quốc tế khác nhau. Lấy được một văn bằng sáng chế thì đã là rất khó rồi. Thế nhưng ngài Anthony Zinicki, ngài chủ tịch chúng ta, nhà khoa học chúng ta có 85 văn bằng sáng chế và chứng nhận quốc tế khác nhau. Ngài Anthony Zinicki được vinh danh là một trong 100 nhà lãnh đạo xuất sắc nhất của thiên nhiên kỷ do Nga bình chọn sánh vai với Putin. Quý cô chính chị nhá. Đấy. Vậy thì những cái con người như vậy chúng ta có nói là không có thật được không ạ? À? Đúng không ạ? À? và ngài nhận hai giải thưởng vô cùng danh giá Golden Chiller tương đương với giải Oka gọi là, gọi là giải cỗ xe vàng ấy chúng chị ạ. Một cái giải vô cùng danh giá, chỉ có những người người ta gọi là gì nhỉ? À, nghiên cứu về những cái nguồn năng lượng sạch thì người ta mới được những cái giải thưởng vô cùng danh giá này của chúng chị ạ. Và ngài được công nhận là công dân toàn cầu nhận giải thưởng hòa bình thế giới dạy à, giải, giải thưởng công nghệ xanh công nghệ sạch là người tạo ra những công nghệ mà nói gì làm cho môi trường à, được cải thiện được tốt hơn và đấy chính là xu hướng mà hiện tại giờ thế giới đang đi tìm đi tìm quý cô chính chị ạ và chính ngài đã được đức đạt lai đạt ma một vị à, à, tinh thần tây tạng đúng không ạ đã ví ngài giống như là một vị khách đến từ tương lai của một vị khách đến từ tương lai giống như bác hồ chúng ta đúng không ạ? Được à, ông trời phái xuống để giải phóng dân tộc Việt Nam thì ngài Anthony Uniki chúng ta cũng là một vị khách, một vị thánh được trời phái xuống đúng không ạ? Để giải cấu hành tinh, giải cấu à, sự sống cho nhân loại quý cô quý chị ạ. Đấy. Và quý cô quý chúng chị biết rồi đúng không ạ? Với một nhà khoa học như thế, đúng không ạ? Với một nhà khoa học đại tài như vậy thì cái tầm nhìn của ngài không phải là tầm nhìn 5 năm, 10 năm 20 năm, 50 năm Mà tầm nhìn của Ngài là 100 năm Quý cô chính chị ạ. Tầm nhìn là 100 năm à, Chiến lược kinh doanh của Ngài là vô cùng tuyệt vời à, Chiến lược kinh doanh của Ngài là vô cùng tuyệt vời vì Bởi vì quý cô chính chị biết là năm 1986 Ngài cũng đã trở thành triệu phố đô la rồi Đúng không ạ? Ngài vừa là một nhà khoa học Vừa là một doanh nhân Quý cô chính chị ạ. Và Ngài đã trở thành triệu phú từ rất lâu rồi Đúng không ạ? Đấy và cái tầm nhìn của ngài á nó tuyệt vời ở chỗ là gì nhỉ? nếu như trước đây á chúng ta cái công nghệ chúng ta là cái nôi của cái công nghệ chúng ta là ở Belarus đúng không ạ chúng ta đã xây dựng cái trung tâm thử nghiệm tại Belarus đúng không ạ thế nhưng mà Belarus là một cái đất nước rất là nhỏ đúng không ạ nếu như chúng ta không có chiến lược nếu như ngài chủ tịch chúng ta không có chiến lược đưa cái công nghệ chúng ta sang Dubai đúng không ạ một mũi tên trúng hai đích quý cô chú anh chị ạ đúng không ạ đấy chính là tầm nhìn của một nhà khoa học một nhà một doanh nhân đấy quý cô chú anh chị ạ Đấy, nghĩa là à, Ngài Chủ tịch chúng ta đã đưa cái công nghệ chúng ta sang Dubai Xây dựng một trung tâm thử nghiệm tại Dubai Mà chúng ta đã biết rồi đúng không ạ? Dubai là một cái đất nước sa hạ sa mạc đúng không ạ? Và khí hậu nó thuộc đới rất nóng đúng không ạ? Vậy thì để chinh phục được một cái thị trường cực kỳ khó tính thì rất là khó, đúng không ạ? Thế nhưng Ngài đã gì? Ngài đã xây dựng trung tâm thử nghiệm tại đó Và hiện tại giờ chúng ta đã gì? Đã được cấp giấy chứng nhận TOV một cái giấy một cái cái chứng nhận của quốc tế quý cô chú anh chị ạ về đới nóng và và gì nhỉ và Dubai là một cái quốc gia rất giàu đúng không ạ một trung tâm sầm ất nhất thế giới à, dựa vào cái tầm nhìn của của cái cái người đứng đầu của cô chú anh chị ạ vậy thì chúng ta thấy là gì nhỉ? Khi mà ngài biết được rằng nếu như công nghệ chúng ta mà cứ mãi chôn chân tại Belarus thì chắc chắn thế giới sẽ không biết đến đúng không ạ? Thế là ngài gì? Ngài đã đưa cái công nghệ chúng ta sang Dubai, đất nước xây dựng một trung tâm tại đó, một cái đất nước giàu nhất đúng không ạ? Và một cái thị trường khó tính nhất. Và khi chúng ta chinh phục được những người giàu đúng không ạ à? người giàu là người cực kỳ giỏi quý cô chú chị có đồng ý với không biết không ạ à? đúng không ạ à? người giàu người cực kỳ giỏi mà chúng ta đã chinh phục được rồi và chúng ta chinh phục được cái thị trường khó tính nhất thì tất cả những cái thị trường còn lại là chuyện hết sức bình thường đúng không quý cô chú chị và ngày hôm nay quý cô chú chị đã biết rồi đúng không nhờ công nghệ chúng ta được xây dựng tại đất nước dubai và ngày hôm nay Vương quốc Dubai đã gì? Đã phê duyệt những cái dự án từ ngày 30 tháng 4 năm 2019 rồi, quý cô chính ạ. Và chính Bộ Giao thông Dubai tháng 9, đúng là ngày 20 đến ngày 23 tháng 9 đã đưa công nghệ chúng ta sang triển lãm Innochan một cái cuộc triển lãm quốc tế tại Berlin và Đức, quảng bá công nghệ chúng ta ra toàn cầu luôn. Và chính khi mà chúng ta đưa cái công nghệ chúng ta sang Dubai thì bão bão truyền thông rất là là lớn đúng không ạ? Chúng ta có bộ 144 kênh truyền thông hàng ngày đưa công nghệ, đưa à, quảng bá các thông tin về công nghệ chúng ta. Quý cô chú anh chị có thấy tuyệt vời không ạ? Đấy chính là cái chiến lược của của một nhà à một nhà doanh nhân đúng không ạ? Một nhà doanh nhân quý cô chú anh chị ạ. Tâm nhìn của một doanh nhân. Đấy Vậy thì chúng ta chúng ta có thấy là là ngày hôm nay chúng ta có thấy khi mà chúng ta được đồng hành với một nhà khoa học với cái tầm nhìn với cái chiến lược kinh doanh rất là độc đáo rất rất là tài tình như vậy thì chúng ta có có thấy cảm thấy là tuyệt vời ông quý cô chính chị. À rất là tuyệt vời đúng không ạ? À chào Vin Điệp nha, cảm ơn Vin Điệp nha, chào chị Phong nha, chào Huỳnh Phương Nam nha. Đấy bởi vì chúng ta thấy là vô cùng tuyệt vời đúng không ngày hôm nay chúng ta phải nói là khẳng định là chúng ta phải phước lớn lắm chúng ta mới có cơ hội để gì để được hợp tác với một nhà khoa học đúng không ạ trước đây đối với hoàng biết hoàng biết chưa bao giờ hoàng biết nghĩ rằng là mình sẽ có một ngày được hợp tác với một nhà khoa học đâu quý cô chính chị ạ đúng không ạ tất cả những nhà khoa học mình chỉ được học trong tất cả những cái 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 um, trang sách thôi đúng không ạ và mình chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại có một ngày được hợp tác cùng một nhà khoa học bằng xương bằng thịt và đối tác của mình ngày hôm nay nó không phải là những con người người dân bình thường mà là chính phủ của các quốc gia quý cô chú anh chị có thấy tuyệt vời chưa ạ à? chính phủ của các quốc gia bởi vì giao thông là là nó liên quan đến gì đến chính phủ đúng không ạ chỉ có những người chính phủ mới mở đường được đúng không quý, đúng không, quý cô chú anh chị và ngày hôm nay thì chúng ta cảm thấy quá tuyệt vời khi mà mà chúng ta được nắm giữ cổ phần của một cái tập đoàn đó tập đoàn UT chúng ta quý cô chú anh chị ạ. đấy chính là vậy thì theo quý cô chú anh chị qua tất cả những gì mà hoàng biết chia sẻ thì chúng ta có tin đây là con người thật chưa ạ à? đúng không ạ à? À, chúng ta mà không tin là thật thì hoàng viết sẽ có rất nhiều quý cô chú anh chị trong buổi livestream của hoàng viết đã đi sang tận uh, tận Dubai tận Belarus quý cô chú anh chị ạ? và đã ngồi trên chính con tàu chúng ta bạn đã được gặp trực tiếp ngài chủ tịch quý chính trị gặp trực tiếp ngài chủ tịch đã được ôm ngài chủ tịch đã được ngài chủ tịch ôm vào lòng quý chính trị và ai ai cũng xúc động vỡ hòa à. ai ai cũng xúc động vỡ hòa à. bởi cái sự thân thiện gần gũi bởi cái sự chân quý bởi cái sự tận tâm tận tình của ngài quý chính trị ngài ôm từng cổ đông một quý vị chính trị ngài ôm từng cổ đông một giống như là đang ôm những đứa con vào lòng quý chính diện cho nên là hoàng bích thì chưa có điều kiện để sang tận dubai nhưng mà khi anh em mà chuẩn bị sang dubai là tất cả những hành trình của anh em hoàng bích không bỏ một giây một phút nào hết và đặc biệt là cái hình ảnh mà khi thấy tất cả các cổ đông ta được ngài chủ tịch ôm vào lòng ai cũng vỡ hòa hạnh phúc ai cũng vỡ hòa hạnh phúc và khóc đấy chính là những hình ảnh mà thật sự đối với hoàng biết hoàng biết cũng vô cùng xúc động luôn ạ à. rất tuyệt vời luôn ạ được cho nên là chúng ta mới thấy được là khi chúng ta uh, được làm việc cùng với một con người họ quá lớn lao vĩ đại thì chúng ta mới thấy chúng ta cần phải gì cố gắng nỗ lực nhiều hơn đúng không ạ để làm sao xứng đáng với những cái công sức mà nhà khoa học ấy đã bỏ ra cả cuộc đời ngài ấy đã cống hiến đúng không ạ đấy cho nên chúng ta rất rất biết ơn ngài vô cùng biết ơn ngài quý cô chú anh chị ạ À, anh vào toàn người chửi anh là ngu à, người ta chửi anh là ngu bởi vì người ta người ta đang chính chửi chửi người ta đấy anh ạ à, cho nên là mình không phải lo đâu ạ người ta chửi anh ngu là người ta đang tự vả vào mình đấy Cho à, nên là mình không phải lo đâu ạ đúng không mình đừng có quan tâm đến cái vấn đề mà người khác nói mình như thế nào mình phải biết được cái mình làm là gì đích đến của mình là ở đâu đúng không ạ đấy vậy thì đây chính là con người thật quý cô chú anh chị nhà khoa học thật nha còn nếu như ai mà không tin thì cứ à, mua vé bay sang dubai nha để gặp ngài chủ tịch chúng ta được không ạ ừ. <laughs> mọi người có thể công cho anh biết con số à, số số năm nào thấy mọi người hôm nay lại đi đâu rồi nhỉ mọi người ơi công cho anh biết con số năm để hoàng biết biết được tất cả quý cô chú anh chị vẫn đang còn hiển diện trong buổi livestream hoàng biết nào <laughs> à, Mọi người comment cho hàng biết con số 5 yêu thương nào. Mọi người lại Rồi, ờ, cảm ơn bạn Thu Hà nhá. Rồi, cảm ơn Huỳnh Phương Nam nhé Hồng biết uống miếng nước nhé Cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Mọi người hôm nay chắc là có lẽ là Noel đúng không ạ? Cho nên là chắc chắn là sẽ không thể nào mà ở nhà để chúng ta lắng nghe đúng không ạ à chào em nguyễn tính nhá đấy đấy chính là con người thật đúng không ạ còn nếu không tin thì chúng ta hãy um, chuẩn bị cái tầm 50 triệu bay sang dubai gặp ngài chủ tịch được không ạ à, cái thứ hai nữa hoàng biết muốn gửi đến tất cả quý chú anh chị đó là doanh nghiệp thật à thường thường là chúng ta thấy ôi giời ơi bây giờ đầu tư ra nước ngoài chả biết nó ở đâu đúng không nó làm như thế nào nó dùng tiền của mình để làm gì à, vân vân và vân vân và sau này lấy tiền ở đâu a b c d z rất rất nhiều lý do đúng không ạ à, càng lý do thì càng càng nghèo càng lý do thì càng thất bại càng lý do thì càng gì À, càng cháy túi thế mà vẫn cứ lý do quý cô chính chị ạ đấy cho nên là chúng ta thấy là doanh nghiệp thật vì sao hoàng biết đây nói đây là doanh nghiệp thật bởi vì đây là một cái tập đoàn được định giá 4, hơn 400 tỷ usd quý cô chính chị ạ hơn 400 tỷ usd và hiện tại bây giờ Không làm thật thì không thể nào có hai trung tâm thử nghiệm của chúng ta Đúng là ở Belarus và Belarus là 36 hecta Và ở Dubai là 28 hecta Quý cô chú anh chị ạ Đó. Và chúng ta có gì Nhà máy sản xuất rộng 10.000 10 m2 Quý anh chị ạ Đây chính là những cái tài sản Hữu hình và vô hình của chúng ta đấy ạ đó cho nên chúng ta đừng nói là à, tập đoàn này chả có gì không tì, không tin tưởng. Hiện tại giờ thời đại công nghệ thông tin rồi. Nếu như chúng ta mà muốn tìm hiểu thật sự nghiêm túc thì chúng ta hãy rất nhiều cái cách để chúng ta tìm hiểu đúng không ạ? Chỉ cần một ngày, hai ngày đúng không ạ? Thậm chí một tuần nếu chúng ta tìm hiểu kỹ đúng không? Thì chúng ta sẽ tìm hiểu được thôi. Cái quan trọng là thật sự các bạn có muốn hay không thôi đúng không ạ? Đấy rồi cảm ơn minh tâm nha cảm ơn bạn minh tâm nha bạn minh tâm cũng là một cổ đông vừa mới đi đi sang belarus về đấy quý cô chính chị ạ à. đấy nên hoàng bích vừa mới nói là hiện tại giờ chúng ta đang có một cái tài sản hữu hình đó là được tập đoàn chúng ta được định giá 400 tỷ usd và chúng ta đang có hai trung tâm thử nghiệm tại belarus và bạn minh tâm là một giáo viên đã xé rào đúng không ạ à? và bạn đã có một chuyến đi sang belarus ở đó gần một tháng của quý cô chính chị ạ vừa rồi tháng 9 đến tháng 10 của quý cô chính chị nhá đấy và và có một nhà máy sản xuất rộng 10.000 10 m mét vuông của quý cô chính chị gồm có 12 tầng Đó, vừa gồm có 12 tầng và bạn Minh Tâm chắc là cũng được đi từng cái văn phòng một của chúng ta đúng không từng phòng một hiện tại giờ thì bên tập đoàn ta chia ra làm 50 phòng ban của quý cô chính chị ạ mỗi phòng ban thì người ta sẽ làm sẽ nghiên cứu và 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 và, và thiết kế một cái mảng đúng không ạ? À? đấy thì hoàng biết cũng chưa được đến nơi nhưng mà giống như bạn minh tâm thì bạn ấy đã à, đi sang trực tiếp bạn nhìn thấy được cái cái căn nhà chúng ta rộng 10.000 mét vuông gồm có 12 tầng và tất cả tất cả cái um, các chuyên gia các kỹ sư ngay đêm miệt mài làm việc quý cô chú anh ngay đêm miệt mài làm việc à đấy chúng ta mới thấy được là 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 cái công sức cái tiền bạc chúng ta đúng không ạ nó có um, nó có đóng góp xứng đáng không người ta cứ dùng cái đồng tiền chúng ta nó có đúng hay không đúng không ạ chúng ta hãy theo dõi thông tin trực tiếp từ tập đoàn hàng ngày hàng ngày thì chúng ta sẽ thấy được cái điều đó quý cô anh chị nhá đó và cổ đông góp vốn ở đây là chúng ta làm gì chúng ta được sở hữu cổ phần gốc giống như hoàng biết góp vốn ở 15 giai đoạn thì chúng ta sẽ được sở hữu cổ phần gốc đó được kêu gọi. Được kêu à, được à, lưu vào, được lưu vào à, sổ đông gốc của tập đoàn. À, tất cả những cái cổ phần chúng ta tên chúng ta đúng không sẽ được lưu vào sổ đông gốc của tập đoàn, quý cô chú anh chị nhá. Đấy. Vậy thì cái nguồn vốn gọi để làm gì? Thứ nhất là người ta sẽ gì sản xuất các con tàu, đúng không? Và hiện tại giờ chúng ta đã có 14 mẫu, mẫu tàu được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện để thương mại ra ra thị trường quý cô chú anh chị ạ, đủ điều kiện để thương mại ra thị trường. À và chúng ta cấp vốn để làm gì nữa? Để xây dựng những cái trung tâm thử nghiệm như là ở Belarus, ở Sahara đúng không ạ? Và đặc biệt khi chúng ta góp vốn vào đây, chúng ta cảm thấy vô cùng yên tâm bởi vì chúng ta được BVFC, một cơ quan chính phủ giám sát bảo vệ quyền lợi cho nhà đầu tư, quý cô chú anh chị ạ. À, đây là một cái cơ quan một cái đơn vị thứ ba nó đứng ra gì? Giám sát bảo vệ quyền lợi cho nhà đầu tư, tư chúng ta quý cô chính trị nhá. Đấy. Và tập đoàn chúng ta đúng không ạ? À, đang tiến hành à, à, lên sàn thì à, điều kiện để lên sàn chúng ta phải có được mã xin mã định danh chứng khoán đúng không ạ? À. Nếu chúng ta lên sàn quốc tế thì chúng ta cũng có mã xin Mã định danh chứng khoán thì hiện tại giờ tập đoàn chúng ta từ 2015 chúng ta đã được cấp mã xin mã định danh chứng khoán rồi quý cô chú anh chị ạ. Đó, nếu như quý cô chú anh chị nào mà chúng ta check, đúng là check được thì Hoàng Bích sẽ à uh, inbox cho hãy inbox cho Hoàng Bích Và Hoàng Bích sẽ đưa cái mã xin chúng ta để các bạn vào đó check thử xem cái mã xin của chúng ta là gì. Có đúng hay không? À uh, VGG322291094 quý cô chú anh chị ạ. Đấy. Và có một cái điều đặc biệt nữa đúng không ạ? Khi mà chúng ta cảm thấy chưa an toàn, khi đồng tiền chúng ta à, cả thế giới đúng không? góp vốn thì có rõ ràng minh bạch hay không thì chúng ta lại được DBO, một đơn vị kiểm toán đứng thứ năm thế giới đứng ra kiểm toán cho chúng ta quý cô chú chị ạ. À, cái DBO này nó có mặt ở 167 quốc gia với vốn hóa là hơn 10.000 tỷ Việt Nam USD. 10.000 tỷ USD quý cô chị một cái doanh một cái um, cái cái doanh nghiệp rất lớn đúng không ạ, à? đó đã đứng ra để gì, để kiểm toán, chúng ta đã mời cái đơn vị đấy để kiểm toán cho tập đoàn chúng ta, đấy chính là một cái sự kiểm toán vô cùng rõ ràng và minh bạch, quý cô chú anh chị ạ. Và bao nhiêu thì ghi danh hả anh, hả em? Hiện tại bây giờ cái gói ghi danh nó không còn nữa anh ạ, không biết là sau này có quay lại hay không nhưng mà cái gói ghi danh ấy thì 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 nó sẽ theo đợt anh nhá. Chứ bây giờ thì không thể nói là ghi danh à ghi danh được bởi vì mình không thể nào là thể mình muốn ghi danh là ghi danh đúng không ạ? Nó sẽ có đợt anh ạ. À. Đấy. Và Và chúng ta được biết là gì nhỉ? Cái tập đoàn chúng ta đúng không? Chúng ta được chính trị chính trị gia ủng hộ này, được các chính phủ ủng hộ quý của chính trị ạ được chính trị gia ủng hộ và các chính phủ ủng hộ à, ví dụ như là hàng ngày tất cả những trung tâm thử nghiệm của chúng ta đúng không có à, rất nhiều các chính trị gia các chính phủ đến để mà à, mong muốn đưa cái công nghệ chúng ta về đất nước của họ để giải quyết nhu cầu giao thông của đất nước họ Của chính chị ạ. đấy ví dụ như là và khi mà 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 công nghệ chúng ta đúng không? Thì ngày hôm nay chúng ta đã biết rồi, nó là bão truyền thông rồi đúng không? 144 kênh truyền thông đưa tin về công nghệ chúng ta. Đúng không ạ? Đặc biệt là cái tờ báo CNN của Mỹ, một cái tờ báo vô cùng uy tín của chuyên trị là luôn luôn đưa về đưa cái công nghệ thông tin chúng ta trên trang nhất của chuyên trị. Và đặc biệt nữa là cái doanh nghiệp chúng ta, cái tập đoàn chúng ta lại được công nhận là một tổ chức khoa học một tổ chức khoa học của, của 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 chúng chị nhá. Nó vươn tầm ra ngoài quốc tế, đúng không ạ? À? Nó không phải là một cái doanh nghiệp nhỏ lẻ nữa mà nó là một cái tổ chức khoa học. Một tổ chức khoa học. Và giống như hồi nãy Hoàng biết có nói đúng không ạ? À? à tập đoàn chúng ta hiện tại giờ đúng không ạ? À? Không những là gì nhỉ? Là được à, mà cái công nghệ không những là đẳng cấp mà còn được nhà giàu đánh bóng, đúng không ạ? À? Chính à chính là RTA Bộ Giao thông Đường bộ Dubai đã đã đưa cái công nghệ chúng ta sang gì triển lãm Innochin Innochan tại Berlin và Đức ngày 20 đến ngày 23 tháng 9 vừa rồi quý cô chị ạ. họ không những là thương mại Họ không những là đón nhận, họ không những thương mại Họ còn quảng bá công nghệ chúng ta ra toàn thế giới cứ quý, quý chính chị thấy là một cái công nghệ đã đành đẳng cấp rồi mà còn được nhà giàu đánh bóng nữa thì chúng ta có thấy là có thấy là tuyệt vời không quý, quý cô chị không phải là tuyệt vời mà là trên cả tuyệt vời đúng không ạ đấy cho nên chúng ta thấy là à chào em hà lý nhá hà lý hồ bây giờ đang ở đâu rồi đi xuyên việt đúng không ạ à? đấy lạnh đấy lạnh đấy đúng không ạ à? thế nhưng mà không ngăn cản được cái tâm huyết của tất cả cổ đông ut đâu quý cô chính anh chị ạ à, hai vợ chồng đã đi từ bắc Đà Nam Đấy Em Hà Lý Vậy thì chúng ta thấy là tất cả những điều Tất cả những cái chia sẻ mà Hồng biết vừa rồi Có phải đủ công nhận là cái tập đoàn chúng ta Cái doanh nghiệp chúng ta có thật chưa quý cô chú chị Tập đoàn thật, doanh nghiệp thật chưa Đấy, đúng không? Còn nếu như chúng ta không tin Đúng không Bỏ ra cả tầm là 100 triệu nữa Đúng không ạ? Sang Belarus, sang Dubai chúng ta ngồi trên con tàu của chúng ta xem đúng à chúng ta đi sang hai cái trung tâm thử nghiệm để xem nó có đúng như thế hay không đấy về lại thái nguyên chị ạ ồ vậy hả sao về lại thái nguyên mà lại không nói chị nói chị để giao lưu với con bé hiện tại giờ em còn ở thái nguyên không giờ em có còn ở thái nguyên không đấy vậy thì chúng ta a à, chào uh, nguyên lê minh nhá anh nguyên lê minh và bạn lê ngọc định là hai cái đối tác hiện tại giờ đang rất rất là tâm huyết của hoàng viết quý cô chính chị ạ hai bạn ấy ở cần thơ hai vợ chồng à, có tư duy của người giàu What? quá tuyệt vời luôn ạ à. à vậy thì sáng mai có gì um, em ở đâu thì để chị uh, nói nói bé um, đối tác của chị ra giao lưu chút nhá ồ vậy hả chị cứ tưởng là tụi em về rồi cho nên là bé đó cũng rất là tiếc đấy vậy thì với tất cả những gì mà hoàng viết vừa chia sẻ xong thì quý cô chính chị có tin đây là tập đoàn thật doanh nghiệp thật chưa ạ à còn nếu như không thật thế giống như hoàng bích vừa nói xong đúng không ạ bỏ tiền ra đi đến tận nơi hoàng bích đưa địa chỉ luôn Đấy, quý cô chính chị cứ đưa đi, đi đến tận nơi để xem là doanh nghiệp có thật hay không được không ạ à? đồng ý với hoàng bích chưa ạ đấy chính là cái doanh nghiệp thật quý cô chính chị ạ chiều có chiều giờ có công việc mình vào trễ <laughs> không được nha anh phải anh phải vào đúng giờ nhá à, không giống như là học sinh mà đi học trễ là bị phạt đấy anh à anh anh à anh nguyên ạ à. <laughs> rồi em cảm ơn anh nguyên nhá cảm ơn em lý nhá à chào em ngọc bích nhá đấy và cái thứ ba mà ông biết muốn chia sẻ đến tất cả quý chú anh chị đó chính là sản phẩm thật Bây giờ luôn thì được á chị Em đang ở trung tâm thành phố Bây giờ thì bé đó lại đang có con 3 tháng Cho nên là chị mới nói với em là Tối hôm qua chị cũng đã nói rồi Buổi tối là hình như em không đi được rồi à, Ban ngày thì bạn ấy mới chạy ra được Đấy nên là chị không biết là em vẫn còn ở lại đâu Ở lại em phải nói với chị một tiếng để chị mới nói được chứ Bây giờ bây giờ nói thì rất là khó rồi Về tối bé còn nhỏ quá Đấy và cái thứ ba À cảm ơn em Hà Lý nhiều nhé Cái thứ ba thì đó là sản phẩm thật Sản phẩm thật À tại sao Hoàng Bích nói là sản phẩm thật Cái sản phẩm này được nhà khoa học nghiên cứu Hơn 40 năm của cô Trinh Triện Hơn 40 năm Đúng không ạ Và vì sao Hoàng Bích nói thật Bởi vì nó giải quyết Nó giải quyết một cách triệt để Và thiết thực những vấn đề Của xã hội những vấn đề nhức nhối của xã hội Quý cô chuyện chị giải quyết một cách triệt để và thiết thực tất cả những cái vấn đề nhức nhối của xã hội những vấn đề mà hiện tại giờ thế giới chưa tìm ra giải pháp đúng không ạ à? ví dụ thứ nhất đó là giải quyết vấn đề gì quý cô chính chị nhỉ công nghệ tô chúng ta giải quyết được vấn đề gì nhỉ đó là vấn đề môi trường vấn đề tắc đường và vấn đề tai nạn giao thông đúng không ạ một môi trường vì sao không biết nói là cái công nghệ tô chúng ta lại giải quyết được vấn đề môi trường bởi vì quý cô chú anh chị biết rồi đúng không ạ à, ô nhiễm môi trường sinh ra dịch bệnh đúng không ạ thì 73% là do tất cả những cái động cơ đốt trong mà đúng không ạ vậy thì ngày hôm nay công nghệ ô tô chúng ta lại sử dụng cái năng lượng gì nhỉ không sử dụng năng lượng đốt trong nữa mà sử dụng năng lượng mặt trời và năng lượng gió một nguồn năng lượng tái tạo một nguồn năng lượng sạch quý cô chú anh chị ạ? một nguồn năng lượng sạch đấy cái thứ hai là giải quyết được vấn đề tai nạn giao thông quý cô chú anh chị biết là hàng năm đúng không ạ à? theo cái sự thống kê của ngài chủ tịch 1,5 triệu người chết vì tai nạn một con số rất rất thương tâm của chính trị rất thương tâm đấy vậy thì cái tai nạn giao thông này này à, người ta nói là nó còn lớn hơn cả chiến tranh và dịch bệnh cộng lại nữa của chính trị vậy thì ví dụ như những người mà mắt thường đúng không ạ à? giống như hoàng biết cũng giống như tất cả cô chính trị đây ai cũng biết được vấn đề đấy nhưng chúng ta đã tìm ra được giải pháp chưa ạ? đúng không à? ạ? hàng ngày chúng ta rất xe đi làm, chúng ta vẫn biết được rất nguy hiểm đấy nhưng chúng ta đã tìm ra giải pháp chưa ạ? không có giải pháp, đúng không à? ạ? và bao đời nay là như thế, đúng không à? ạ? từ khi phương tiện giao thông ra đời, từ khi cái 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 cái, cái, cái phương tiện uh, giao thông ra đời thì chúng ta vẫn biết được là cái vấn đề tai nạn giao thông là có nhưng mà chúng ta không tìm ra giải giải pháp, đúng không ạ? vậy thì ngày hôm nay chúng ta lại có thấy là có một nhà khoa học đã tìm ra được cái giải pháp để để gì nhỉ? Giải quyết vấn đề giao, giao thông bằng cách là à, xây dựng cái hệ thống giao thông cấp 2. À, và nó nói gì nhỉ? Nó không nó là hoàn toàn tự động không người lái quý vị là, Nó loại trừ yếu tố con người. Bởi vì Hoàng Bích cũng đã từng chia sẻ với quý vị chính chị lại giao thông tai nạn giao thông là đa phần là do chủ quan của người tham gia giao thông đúng không ạ? Vậy thì ngày hôm nay cái công nghệ chúng ta là nó loại trừ yếu tố con người tất cả là đều không người lái sử dụng bằng trí tuệ nhân tạo ai không người lái loại trừ yếu tố con người của quý cô chính trị ạ đấy cho nên là gì nhở à, nó giải quyết được cái bài toán tai nạn giáo giao thông của quý cô chính trị nhá và cái thứ thứ ba đó là tắc đường tắc đường cũng là một cái vấn nạn đúng không giống như hà nội và sài gòn nó giống như là một cái món ăn ẩm thực rồi, đúng không ạ đấy tắc đường là một cái món ăn ẩm thực mà chúng ta không thể nào không gặp được đúng không ạ? Cho nên là là chúng ta thấy là giải pháp. Đúng không ạ? Có chưa ạ? Đúng không ạ? Thậm chí là ở ở Hà Nội đúng không ạ? Đã có thời gian là đưa ra cái giải thưởng cho những ai mà tìm ra giải pháp 4 tỷ đồng nhưng cuối cùng vẫn không tìm ra được giải pháp, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta thấy là những cái bài toán này nó là những cái bài toán nan giải nhức nhối và bất cứ quốc gia nào cũng đều gặp phải. Thế nhưng công nghệ chúng ta chỉ có một sản phẩm thôi nhưng giải quyết được ba vấn nạn ấy quý cô chú anh chị có thấy đỉnh đẳng cấp và tuyệt vời chưa ạ à? rất tuyệt vời đúng không ạ à, cảm ơn em Nguyễn An nhá <laughs> em giờ em vào muộn quá rồi <laughs> à, muộn không sao em ạ à. À, nếu như em mà mà thật sự nghiêm túc thì em sẽ xem lại được chưa ạ à? nhưng mà <laughs> không sao nhá đấy vậy thì chúng ta thấy là gì nhỉ cái thứ hai nữa thì chúng ta biết là khi chúng ta nắm giữ cổ phần ở cái giai đoạn này, đúng không ạ? Thì chúng ta biết được là cái ngoài hoàng mà hoàng mới xin lỗi nha, ngoài cái công nghệ UT chúng ta ra thì chúng ta còn có cái dạng đó là mùn sinh học Utera. Người ta gọi là thần dược của đất ấy, của chính chị ạ. Cái mùn sinh học này có thể biến sa mạc thành vùng đất nở hoa và hiện tại bây giờ mùn sinh học Utera chúng ta đã được chứng nhận rồi và chuẩn bị sản xuất hàng loạt ra thị trường của cô chú anh chị nha đấy còn nếu chúng ta muốn biết là nguồn sinh học tại sao hoàng biết lại nói là thần dược của đất đúng không ạ tại sao nó có thể biến sa mạc thành vùng đất nở hoa và điều đó nó đã được kiểm à, kiểm chứng ở đâu chưa thì chúng ta hãy nhìn cái trung tâm thử nghiệm chúng ta ở ở um, dubai đúng không ạ giữa một sa mạc mọc lên một cái ốc đảo xanh đúng không ạ và tất cả những cái 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 công trình ấy đúng không ạ đều sử dụng cái nguồn sinh học utera của chúng ta đấy cuối cô chính trị ạ đấy và chúng ta lại còn gì cái sản phẩm gì nhỉ? Ô tô điện. Ô tô điện, đúng không? Giải quyết được vấn đề môi trường đấy, đúng không ạ? Ô tô điện. À, chúng ta thấy là không chỉ có một sản phẩm công nghệ ô tô đâu, đúng không ạ? Mà chúng ta vào đây chúng ta còn sở hữu luôn cả mùn sinh học này. Rồi ô tô điện này, đúng không ạ? Ô tô điện và chúng ta còn có một cái phân khúc ô tô điện đó là ô tô điện dành cho người khuyết tật quý chị ạ. Khi nào nhà nước mình nhận nhìn nhận được giải pháp để áp dụng vào các thành phố lớn luôn bị tắc đường chị nhỉ. <laughs> mình thì rất là khao khát đúng không? Mong muốn sao Việt Nam mình đặc biệt bởi vì mình cũng sinh sống tại Việt Nam cho nên mình cũng rất là mong Việt Nam mình sẽ đón nhận nhưng mà cái việc đấy thì nó lại nằm ở à, cấp trên quý em, em ạ. Nên là cái mong muốn của mình và mong sao thì sẽ được à, được à, đón nhận sớm đúng không càng sớm càng tốt để cái vấn đề ô nhiễm môi trường nó không còn nữa à chào em tuyết lê nhá em tuyết lê cũng là một cổ đông rất tâm huyết của tập đoàn chúng ta quý cô chính chị ạ đấy em hiện tại giờ đang là ở vĩnh phúc à, <laughs> chào tuyết lê nhá đấy rồi chúng ta còn có gì thành phố tuyến tính đúng không ạ thành phố tuyến tính một cái thành phố kiểu mẫu à, không còn gì không còn đường phố không còn tiếng ồn đúng không bảo đảm hoàn toàn hệ sinh thái tự nhiên và thân thiện với môi trường và hiện tại giờ thì theo hoàng biết biết được là hiện tại giờ ở ả rập xê út hiện tại giờ đang khởi công xây dựng cái dự án the line Home, đúng không ạ à, đấy một cái đại dự án của thế kỷ 21 mươi quý cô chính trị ạ đấy nên chúng ta phải làm sao mà nhanh 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 để nắm giữ cổ phần ở giai đoạn áp chót này thôi đúng không ạ đấy tất cả những cái sản phẩm này là những sản phẩm có thật giải quyết được vấn đề xã hội một cách triệt để và thiết thực quý cô chính trị ạ đấy và tất cả những cái sản phẩm này này Đúng rồi, thứ nhất là nó giải quyết được vấn đề của xã hội Nó là thật Và giải quyết được những vấn đề của xã hội Thứ hai nữa, chi phí nó rất là rẻ của chị ạ. Chi phí lại vô cùng rẻ Đó. Thứ nhất, vì sao chi phí Của cái công nghệ chúng ta lại rẻ như thế Bởi vì nó không phải giải phóng mặt bằng Nó giữ nguyên vẹn luôn cái thảm thực vật Tự nhiên, đúng không ạ đấy ví dụ một cây số chúng ta chỉ mất có một mét vuông đất thôi à chào em kim dung nhé <laughs> chào em kim dung Kim Dung cũng là một cổ đông của tập đoàn chúng ta quý cô chú chị ạ. Đấy, em cũng đang à, sở hữu gói ghi danh. À, một cái gói mà chúng ta có có 5.000 đô chúng ta lại có được 450.000 cổ phần đúng không ạ? À? Đấy, quý cô chú chị thấy là quá tuyệt vời đúng không ạ? À, Cả chúc mừng em à, Kim Dung nhé. Hoàng biết sở hữu uh, có một đợt phòng biết trả góp 10 gói ghi danh của cô chú anh chị ạ <laughs> thế nhưng mà người ta gọi là luật hấp dẫn đúng không ạ à? cho nên là khi chúng ta thật sự khao khát chúng ta mong muốn là vũ trụ sẽ tìm cách giúp chúng ta và khi mà vừa hết xong cái 10 gói ghi danh đấy thì lại tiếp tục uh, gói ghi danh quay lại và hoàng vick lại sở thêm luôn bốn gói ghi danh nữa quý cô chú anh chị ạ, chúng ta hãy cố gắng nỗ lực làm sao tận dụng tối đa để chúng ta có được cái cổ phần ở giai đoạn này nha quý cô chú anh chị nhá kết thúc giai đoạn 15 đúng là đến giai đoạn 15 rồi thì lợi cái cái cổ phần doanh nghiệp nó sẽ về cái tỷ suất một một là chúng ta muốn có một triệu cổ phần chúng ta phải có một triệu đô đấy quý cô chú anh chị ạ, chứ không phải là đơn giản đâu đấy một triệu đô là 25 tỷ việt nam chúng ta có không ạ? À? nhưng ngày hôm nay muốn có một cổ 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 phần một triệu cổ phần ở đây chúng ta có thể bỏ ra tầm dưới 300 triệu Việt Nam có không quý cô chú trị chị? Đó, đúng không ạ? Đấy cho nên chúng ta phải so sánh, chúng ta phải đặt lên bàn cân bởi vì chúng ta làm kinh tế mà đúng không ạ? Chúng ta phải kê lên mà tính thì chúng ta mới thấy được. Đó là định giá một đô thôi. Còn nếu nó 10 đô, 20 đô, 50 đô, 100 đô thì tài sản của quý cô chú anh chị sẽ là gì? Đấy chính là bí mật của người giàu. Lực đòn bẩy của người giàu đấy ạ. Đấy. À chào Hoàng Nga nhé Đấy và và chi phí thấp. Thứ nhất là không giải phóng mặt bằng, thứ hai là tiến độ thi công rất nhanh, quý chú chị ạ. Thứ ba là nó là công nghệ tự động sử dụng trí tuệ nhân tạo AI không người lái, nó sử dụng bằng năng lượng sạch, năng lượng à, tái tạo đúng ạ năng lượng vô tận của thiên nhiên cho nên chúng ta không phải mất tiền mua đâu ạ, à, đúng không ạ? Cho nên nó rất là rẻ, đúng không ạ? Vậy thì chi phí xây dựng rẻ thì chi phí vận hành nó chắc chắn là rẻ. Ví dụ như chúng ta thấy là À, nếu như buồn ngàn cây số đúng không ví dụ như hiện hiện tại giờ hoàng biết bay từ buôn ma thuật ra hà nội thì chắc chắn hoàng biết sẽ mất cả tầm hơn 2 triệu một lượt đi nhưng với công nghệ của chúng ta đúng không ạ thì nó chỉ mất 10 đô thôi nó rơi vào tầm hai hơn 200 triệu một chút quý cô chính chị ạ thì chúng ta thấy là nếu như chúng ta mà lựa chọn một cái công nghệ thân thiện với môi, môi trường vừa an toàn đúng không ạ vừa an toàn đúng không vừa chi phí rẻ thì chúng ta sẽ có lựa chọn không ạ à? chúng ta có lựa chọn đúng không ạ chắc chắn là chúng ta sẽ lựa chọn đúng không ạ <laughs> chào em duy thường nhá cảm ơn em nhiều nhá à chào tài hoàng nhá tài hoàng cũng là một cổ đông của tập đoàn công nghệ chúng ta cứu chính chị ạ ừ chào hoàng nga nhá à em duy thường nói chị chia sẻ hay quá cảm ơn em nhiều ạ à, chị đang nỗ lực cố gắng để học tập các uh, anh chị các, uh, các em đấy ạ à. đấy cho nên là phải cố gắng à chào thuận nguyễn nhá đấy thứ ba nữa là sản phẩm của tập đoàn chúng ta nó sẽ chiếm 50% thị phần giao thông toàn cầu quý cô chú anh chị vậy thì lý do tại sao mình biết nói vậy bởi vì đây là công nghệ buộc thế giới phải cần không còn con đường nào khác quý cô chú anh chị ạ. buộc thế giới phải cần Đó. bởi vì sao bởi vì nó đi đúng với xu thế đúng với xu thế hiện tại giờ đúng không quý cô chú anh chị biết được rằng là thế giới À, um, cái um, cái giao thông của thế giới hiện tại bây giờ đang chuyển mình rất rõ rệt đúng không ạ? Tất cả các nước, các quốc gia người ta đang hướng tới năng lượng sạch, năng lượng sạch và giao thông tự hành là cái giao thông không người lái. Vậy thì tất cả những cái điều đó nó đều nằm trong cái công nghệ ut chúng ta. Quý cô chú chị chúng ta lại có được tất cả những cái tiêu chí đấy. Quý cô chú chị có thấy tuyệt vời không ạ? Đó. Vậy thì chúng ta thấy là gì nhỉ? Thứ nhất nó là một cái công nghệ đi đúng với xu thế một cái công nghệ buộc thế giới phải cần. Thứ hai, nó là đi trước đối thủ. Đi trước đối thủ. Ngài Chủ tịch mình á, là nói khiêm tốn là chúng ta đi trước đối thủ 10 năm. Nhưng thực tế thì chúng ta đang đi trước đối thủ tới 30 đến 40 năm đấy, quý cô chính trị ạ. 30 đến 40 năm đấy. Để mà đối thủ có thể là cạnh tranh với chúng ta, đúng không ạ? À? Thì phải mất cả tầm 30 đến 40 năm nữa. Nhưng mà 30 đến 40 năm nữa thì chúng ta đã nâng tầm chúng ta lên đến à nâng tầm chúng ta như thế nào rồi đúng không ạ à, đấy à chào em hoàng cúc nha em hoàng cúc cũng là một cái đối tác mới của hoàng viết ở bắc giang à ở tuyên quang của quý anh chị ạ đấy à, ở tuyên quang và em cũng đang rất nỗ lực học tập tham gia vào cái lớp học câu lạc bộ buổi sáng mặc dù đây là một người mẹ bìm sữa có mới sinh em bé được 3 tháng thôi của quý anh chị ạ cho nên là hoàng viết rất là biết ơn em hoàng cúc và mong sao em hoàng cúc sẽ À, với cái tinh thần học tập như vậy thì chắc chắn là em sẽ thành công rất rất là nhanh thôi ạ <laughs> à, đấy đấy chính là cái um, sản phẩm chúng ta quý cô chị nha và cái thứ ba à cái thứ tư đó công nghệ chúng ta là xây dựng bất chấp mọi địa hình mọi khí hậu mọi thời tiết thậm chí là băng vĩnh cửu quý cô chú chị ạ chúng ta vẫn có thể xây dựng được đấy À, vậy thì chúng ta thấy là gì nhỉ ví dụ như là ở cái khu vực trung đông đúng không khu vực trung đông thì thường thường, thường là là cát đúng không ạ và cái khí hậu nó là khí hậu uh, uh, nước biển đúng không ạ dễ ăn mòn đúng không quý cô chú anh chị thế nhưng mà quý cô chú anh chị biết là uh, khi mà xây dựng những cái uh, cái cái um, giao thông truyền thống uh, chỉ cần một cái cơn bão cát đi qua thôi là nó sẽ san lấp đúng không ạ san lấp cả con đường mà giao thông thì nó là huyết mạch hiện tại giờ họ vẫn chưa có một cái giải pháp nào ở những cái khu vực trung đông thì cái công nghệ ô tên ta nó giống như một luồng gió mới đúng không? quý cô chính trị nó là một cái giải pháp rất là à, tuyệt hảo luôn đúng không ạ đấy rất là tuyệt hảo luôn quý cô chính trị ạ đấy cũng chính là lý do tại sao mà các à, à, các khu vực ví dụ như là, là um, khu vực trung đông chẳng hạn đúng không ạ tại sao người ta lại rất là quan tâm đến cái công nghệ chúng ta như vậy bởi vì chúng ta giải quyết triệt để được à, cái vấn đề giao thông của đất nước họ của chính trị đấy rồi ví dụ như hay là ở nhật bản chẳng hạn đúng không à ví dụ ở nước có rất là nhiều băng tuyết phủ nó cũng rất là ảnh hưởng đến giao thông khi mà mùa đông đến đúng không ạ và họ hiện tại giờ họ cũng chưa có một cái giải pháp nào thì công nghệ chúng ta nó cũng là một giải pháp hết sức tuyệt vời cho nên là hoàng biết mới nói được mới nói với tất cả quý chú anh chị là cái công nghệ chúng ta nó bất chấp mọi địa hình mọi thời tiết mọi khí hậu thậm chí là băng vĩnh cửu chúng ta vẫn có thể xây dựng được cái công nghệ của chúng ta vậy thì chúng ta có thấy là đây là một cái công nghệ tuyệt vời không quý quý chú anh chị rất rất tuyệt vời đúng không ạ đây là một cái công nghệ ưu việt một cái công nghệ đẳng cấp mà thế giới phải cần, đúng không ạ? Một cái công nghệ đi đầu trong lĩnh vực giao thông, đi đầu trong ngành năng lượng sạch và đi đầu trong giao thông thông minh quý cô chú chị ạ. Vậy thì quý cô chú anh chị có còn nghĩ nó là ảo nữa không ạ? À? À, nó là ảo nữa không ạ? À? Đúng rồi, chắc chắn là không đúng không ạ? Bởi vì sao? Nếu mà là ảo á thì chắc chắn những cái 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 cái, cái vương quốc của Dubai đúng không ạ? Vương quốc của Sahara chắc chắn là người ta sẽ không bao giờ mà mà lừa được họ đâu đúng không, quý cô chính chị đấy làm sao mà lừa được người giỏi được quý cô chính chị người giỏi là người ta rất là người giàu là người ta rất là giỏi đầu người ta là xạ đúng không ạ và công nghệ chúng ta mà không giải quyết được những vấn đề tất yếu của đất nước họ đúng không ạ không giải quyết được những vấn đề thiết thực của đất nước họ thì không dễ gì mà họ đón nhận đâu quý cô chính chị ạ đúng không ạ đấy cho nên chúng ta phải gì nếu như chúng ta không đủ tầm nhìn thì chúng ta hãy nhìn mượn tầm nhìn của những cái người những cái 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 người giỏi, những người thành công, những người giàu có ấy, đúng không ạ? Để chúng ta nhìn xem họ làm gì thì chúng ta làm theo đi, đúng không ạ? Chúng ta đừng có lý do, từng ý kiến đừng có có biện minh, đừng có nghĩ là mình biết hết, đúng không ạ? Mà thực ra chả biết gì. Đấy, nên là Hoàng Viết vẫn rất hay nói với tất cả mọi mọi người ấy là chúng ta thứ nhất là chúng ta phải biết lắng nghe bằng hai tai đi, đúng không ạ? thứ hai là chúng ta hạ cái tôi chúng ta xuống bởi vì cái tôi chúng ta nó không có cái gì để mà phải nâng lên đâu ạ à. thế nhưng mà chúng ta cứ nâng chúng ta lên tận tầng mây đúng không ạ? mà không bao giờ chịu lắng nghe không bao giờ chịu đón nhận thì chính chúng ta đang giết tất cả những cái cuộc đời của mình thôi à. chứ không ai giết chúng ta đâu đúng không ạ à, đã như thế rồi còn lúc nào cũng than than càng than thì càng khổ càng than thì lại càng càng gì càng nghèo vậy thì chúng ta hãy dễ tư duy tích cực tư duy tích cực kể cả ví dụ như hoàng bích nói là nếu như mà chúng ta đến với bất cứ một cơ hội nào đúng không ạ chúng ta chưa có tư duy chưa có kiến thức chỉ cần chúng ta lắng nghe thôi cho nên người ta nói là cả cuộc đời người ta phải học cái kỹ năng lắng nghe mà những cái anh nghèo khổ cái là anh lại không hiểu không chịu lắng nghe thế mới khổ chứ quý cô chính chị nên là chúng ta vậy phải, phải biết lắng nghe trước phải lắng nghe thì chúng ta mới mới thấu hiểu đúng không ạ kể cả chuyện con cái kể cả chuyện gia đình kể cả bất cứ chuyện gì hãy cứ lắng nghe đi lắng nghe rồi thấu hiểu và khi chúng ta thấu hiểu rồi thì tất cả mọi vấn đề sẽ được giải quyết đúng không ạ à, cái tôi bằng một à, một sự hiểu biết đúng rồi cái tôi để trên sự hiểu biết đó là tôi chết rồi tôi biết rồi là tôi chết rồi đúng không ạ đấy đấy chính là cái sản phẩm thật quý cô chính trị nhá quý cô chính trị hình dung sản phẩm thật một sản phẩm người ta gọi là ưu việt đẳng cấp bà buộc thế giới phải cần một cái sản phẩm nó đi đầu trong lĩnh vực giao thông đi đầu trong ngành năng lượng sạch và đi đầu trong giao thông thông minh quý cô chính trị đấy cho nên chúng ta ngày hôm nay chúng ta nắm giữ cổ phần của tập đoàn công nghệ giao thông này là chúng ta đang nắm giữ cái viên kim cương cái mỏ kim cương đấy quý cô chính trị chứ không phải là ở đây hoàng biết nói nói để cho quý cô chú anh chị nghe đâu ạ đúng không ạ còn chúng ta muốn biết thật sự nói như thế nào đúng không ạ muốn thật sự thấm thật sự biết thật sự tin bỏ tiền ra sang dubai sang belarus ngồi trên chính con tàu quốc ta đúng không ạ để xem cảm nhận của chúng ta như thế nào chúng ta về nói với họ biết được không ạ đấy chứ chúng ta đừng có phán giống như thánh thánh sống á, là chết rồi đấy chúng ta đừng có vội phán đúng không ạ hãy đi sang đó đi còn nếu chúng ta chưa đủ điều kiện Thì chúng ta hãy lắng nghe Cái người mà trao cho chúng ta cơ hội Lắng nghe xem Tại sao người ta giỏi như vậy Nhưng người ta vẫn đầu tư góp vốn vào Giống như tỷ phú Dubai đúng không ạ Cái giai đoạn 11 ấy Họ mua đứt cả một giai đoạn luôn Chúng ta có mua được Có có được mua giai đoạn 11 đâu quý, quý chính trị Đúng không Từ giai đoạn 10 à, Chuyển sang giai đoạn, giai đoạn 12 luôn đấy ạ à. Đấy một cái tỷ phú thì cái đầu của những người giàu thì họ phải là những người rất giỏi rồi đúng không ạ à, vậy thì ngày ngày hôm nay là họ đã làm gì cho nên người ta gọi là muốn thành công thì chúng ta phải học theo những người à, thành công học theo họ làm theo họ thì chúng ta sẽ thành công của cô chính ạ. đấy còn chúng ta muốn thành công mà khi nghe người ta khi nghe anh chị em chia sẻ cơ hội rồi về nhà hỏi ông hàng xóm xem cái này có được không đúng không thì chết rồi ông hàng xóm mà ông biết cách làm giàu thì chắc chắn không bao giờ ông chấp nhận ông nghèo đâu quý cô chú chị ạ đấy nên là chúng ta phải tỉnh táo lên đấy phải tỉnh táo lên quý cô chú anh chị nhá mọi người có thể câm cho Hồng biết à chào à, à, chào cô đinh ngát nhá đấy định cửa thím đinh ngát cũng 70 tuổi rồi quý cô chính anh chị ạ một cổ đông của hồng biết đây ạ 70 tuổi rồi thế nhưng mà cô tư duy rất rất tuyệt vời luôn ạ à. rất là tuyệt vời luôn đấy chào em lan anh nhá chào lê thúy nguyễn nhá thả tin một lần để có cơ hội còn hơn lúc nào cũng sống trong trong nghi ngờ và sẽ chẳng có gì chính xác cái sự hoài nghi cái sự hướng nghi ngờ đấy nó đang giết chết tất cả những ước mơ những hoài bão những mục tiêu và chúng ta đang có lỗi với chính cuộc đời chúng ta chúng ta đang có lỗi với tất cả những người thân chúng ta nữa đấy quý cô chú anh chị ạ cho nên là hoàng biết mây mây nói với tất cả quý cô chú chị là chúng ta phải tỉnh táo lên nếu chúng ta không tỉnh táo thì thế giới sẽ xô đẩy chúng ta Đúng không ạ? Thế giới sẽ xô đẩy chúng ta đấy quý cô chính chị ạ Đấy, cho nên chúng ta đừng có ở đó mà uh, Biến mình thành nô lệ đồng tiền Đúng không ạ? Bươn ra ngoài kiếm tiền như một con thiêu thân Để rồi cuối cùng không có cái gì cả Đấy Đấy chính là những cái mà chúng Hoàng biết cảm thấy trước mắt Mình thấy rất rõ luôn rồi Đấy, đấy chính là cái sản phẩm thật Quý cô chính chị nhá Và cái thứ tư đó chính là lợi nhuận thật. Đúng không à? ạ? Ngày hôm nay Hoàng Việt đưa cái um, status này lên thì có em Đình Hùng em đã nói với uh, tất cả quý chính anh chị rồi đúng không à? ạ? Tháng 6 2023 thì chúng ta sẽ có rất nhiều tin vui đúng không à? ạ? Và quý cô chính chị biết tin vui gì không ạ? À? À, tin vui gì? Quý chú anh chị có thể comment cho hoàng biết nào. <laughs> Giống như là quý cô chú anh chị và 60 cổ đông chúng ta vừa sang Dubai, à vừa sang Belarus và có gặp um, Bên, uh, bên 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 uh, ban quản lý à ban um, bên uh, bên uh, tập đoàn chúng ta đúng không ạ thì có trả lời là hiện tại giờ chúng ta đang đứng trước những cái ngưỡng của những siêu dự án lớn à, và chúng ta sẽ có gì à, à, lợi nhuận à cổ tức người ta gọi là cổ tức thần thoại cổ tức thần thoại thần thoại có nghĩa là thần thoại là những điều À, chưa bao giờ có đúng không ạ? Thì bây giờ là chúng ta sẽ có những cổ tức thần thoại đấy quý chú anh chị ạ. À. à, em chưa biết à? <laughs> em chưa biết mọi người ơi, ai biết comment cho bạn chịu điệp nào đấy? Em chịu điệp cũng là một cổ đông rất tâm huyết của tập đoàn chúng ta đấy quý cô chính anh chị nha. À, à, hôm nay là em Đình Hùng có comment trong cái à, uh, uh, trang của Hoàng biết đó là tháng 6 2023 chúng ta sẽ có tin vui đấy còn tin vui gì thì tí nữa em điều muốn biết là vào trang của Hoàng Viết để, để 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 biết kỹ càng nhá <laughs> tự khám phá nhá chúng ta tự khám phá sẽ hay hơn đúng không ạ đấy à, ban à, bên tập đoàn cũng có nói với chúng ta là chúng tôi không tạo ra một công ty thuần thoại nhưng chúng tôi à, dám nói với quý cô chú anh chị rằng là chúng ta sẽ có lợi nhuận thần thoại với những dự án siêu khổng lồ và siêu lớn quý cô chú chính chị nhá hoàng vi chỉ tiết lộ đến đó thôi <laughs> mọi người muốn biết thì sẽ tìm hiểu tự tìm hiểu nha đấy chúng ta nói là uh, chúng tôi không tạo ra một công ty thuần thoại nhưng chúng ta sẽ có những cái cổ tức thuần thoại lợi nhuận thuần thoại với những dự án siêu khổng lồ và siêu lớn quý cô chú anh chị ạ vậy thì chúng ta có mong muốn để nắm giữ cổ phần của tập đoàn công nghệ UT chúng ta chưa ạ à? theo quý cô chú anh chị thì qua buổi chia sẻ của hoàng biết những ai mong muốn được mình nắm giữ cổ phần của công nghệ UT chúng ta có thể comment cho hoàng biết con số 7 yêu thương nào ai có cổ phần UT sau này ai có nhiều cổ phần ưu tế sau này cổ tức đè tức đến tận cổ <laughs> cổ tức mà đè đến tức đến tận cổ là chứ <laughs> quá, quá tuyệt vời luôn chị ạ đúng rồi còn ai mà không có cổ phần của công ưu UT sau này là là gì nhỉ à, không có cổ tức là tức đến tận cổ đúng không ạ tức đến tận cổ luôn cuối quý cùng quý chị ạ đấy đấy chính là những cái câu chuyện vui thôi nhưng thật sự nếu chúng ta mà ngày hôm nay không còn nghiêm túc thì chúng ta sẽ đánh mất cơ hội thật quý cô chính chị ạ à, cái cơ hội chúng ta ngày hôm nay nó không phải là số tiền quá lớn đâu quý cô chính chị ạ không phải số tiền quá lớn và chúng ta biết là khi mà nói đến đầu tư ai cũng nghĩ là ua phải thật sự nhiều tiền phải thật sự giàu có phải thật sự nhiều kiến thức chúng ta mới đầu tư được thế nhưng mà ngày hôm nay chúng ta thấy có rất nhiều minh chứng đúng không từ cái bác bảo vệ cũng có thể sự, cũng có cơ hội để sở hữu cổ phần và cũng có cơ hội để bước phá tài chính đúng không ạ à? từ những cô lễ tân bình thường thôi đúng không ạ à? cũng gì nhỉ à quyên góp tất cả những cái tài sản mình có để gì nắm giữ cổ phần và khi tập đoàn khi doanh nghiệp đấy à, thành công lên sàn họ cũng có thể trở thành triệu phú và cái câu chuyện đơn giản nhất ngày hôm nay nếu như trước đây năm 1998 hoàng biết mà biết về cái google google là cái người ta gọi là À, cái trang mạng tìm kiếm lớn nhất thế giới ấy quý cô chú quý cô chú chị ạ. Người ta nói là dân ta phải biết xử ta nếu mà không biết thì tra Google đúng không ạ? Chúng ta mà biết đó lúc đó Google gọi vốn năm 1998 chúng ta bỏ vào Google có 100 đô nó tương đương với tầm là 2 triệu Việt Nam. Ngày hôm nay quý cô chú anh chị cũng có thể trở thành triệu phú đấy ạ đấy vậy thì không cần nhất thiết phải số tiền quá lớn đâu quý cô chú anh chị mà cái quan trọng là chúng ta đầu tư đúng chỗ đúng không ạ đầu tư đúng chỗ từ số tiền nhỏ nhất thấp nhất thì chúng ta cũng có sự lực đòn bẩy bức phá tài chính lớn nhất cái quan trọng là chúng ta có biết được cơ hội nào để chúng ta đầu tư góp vốn phần nắm giữ hay không và ngày hôm nay nếu như ai chưa biết thì có thể comment cho hàng biết hiện tại bây giờ tập đoàn ngày hôm nay là 25 rồi còn đúng 3 ngày nữa thôi là chúng ta sẽ không còn cái chiết khấu 180 nữa hiện tại giờ tập đoàn à, hiện tại giờ chủ tịch chúng ta đang tri ân đến tất cả các cổ đông đúng không ạ trên toàn cầu với cái gói chào mừng năm mới chiết khấu 180 đấy quý cô chính chị ạ nghĩa là chúng ta à, mua 1.000 đô thì chúng ta được 80.000 cổ phần nó tương đương với là chúng ta có, có thể là bỏ ra 25 triệu Việt Nam thì chúng ta sẽ có 2 tỷ quý cô chú anh chị nhé 2 tỷ định giá thấp nhất khi lên sàn còn tin hay không thì đó là việc của quý quý cô chú anh chị bởi vì sao quý cô chú anh chị không tin à bởi vì nếu như quý cô chú anh chị đã từng nắm giữ cổ phần của Vinamilk cổ phần của à, Mỹ đường Sân La cổ phần của Facebook cổ phần của Zalo đúng không của cổ phần của Oppo thì ngày hôm nay khi Hoàng Bích nói cái câu này, chắc chắn quý cô chú anh chị cũng không còn ngồi đây để nghe Hoàng Bích nói đâu ạ. Bởi vì sao? Khi chúng ta nắm giữ cổ phần của tất cả những doanh nghiệp đấy thì cái tầm của chúng ta ngày hôm nay đã khác lắm rồi, đúng không ạ? Bởi vì sao ngày hôm nay chúng ta vẫn còn ngồi đây với nhau bởi vì chúng ta đã bỏ qua rất rất nhiều cơ hội, quý cô chú anh chị ạ. Và tất cả những cơ hội đó ngày hôm nay thứ nhất là chúng ta không biết, thứ hai chúng ta có biết, có được chia sẻ chúng ta không tin và tin hay không tin nó không phụ thuộc vào chúng ta đâu quý cô chính chị ạ nó không phụ thuộc vào chúng ta đâu ạ à? đúng không à? ạ à, tin hay không tin nó không phụ thuộc vào chúng ta đâu mà nó phụ thuộc vào cái doanh nghiệp đấy cái tầm chiến lược của doanh nghiệp đấy đúng không à? ạ và ngày hôm nay chúng ta thấy là nó rất nhiều doanh nghiệp thành công đồng nghĩa với chúng ta đã bỏ qua rất nhiều doanh nghiệp rồi đúng không à? ạ còn câu chuyện ngày hôm nay hoàng bích nói này quý cô chính chị không tin thì cũng gọi vốn được hơn 8 năm rồi và nó còn một giai đoạn rất ngắn nữa thôi một, một đang hiện tại giờ đang là 15 giai đoạn gọi vốn thì đang là giai đoạn 14.3 rồi kết thúc giai đoạn 14.3 sẽ chuyển sang giai đoạn 15 còn quý cô chú anh chị không tin thế à, lộ trình tập đoàn kết thúc giai đoạn 15 lên sàn IPO và chính tất cả quý cô chú anh chị cũng giống như hoàng biết đúng không ạ cũng sẽ trở thành những triệu phú và tỷ phú nếu như chúng ta nắm giữ cổ phần của tập đoàn này còn nếu chúng ta không nắm giữ Chúng ta chỉ là khán giả chúng ta đứng xem Thì cũng giống như tất cả những câu chuyện Mà Hoàng Biết vừa nói xong Chúng ta mãi mãi chỉ là khán giả Không bao giờ có huân chương và huy chương đâu ạ à, ấy Cho nên chúng ta cần phải tỉnh táo lên nhá à, hôm nay Hoàng Bích chia sẻ lố giờ rồi Hơn 10 phút rồi quý cô chú anh chị ạ à, Nên là Hoàng Bích cũng mong sao là qua cái buổi chia sẻ livestream của Hoàng Bích Thì chúng ta hãy thật sự nghiêm túc gia tăng tài sản ở giai đoạn này bởi vì sang giai đoạn 15 á, không biết là tập đoàn có còn bán cổ phần hay không quý cô chú anh chị Còn cái người nghèo á, người mà họ có tư duy và họ khao khát thật sự khi cơ hội đến họ nắm bắt ngay, đúng không ạ? Còn chúng ta mà cứ chần chừ, cứ hoài nghi, đúng không ạ? Thì chính chúng ta là người mất cơ hội. Hoàng biết không biết đâu nha. À, chị Hồ Hồ chào em Hồ Phương Uyên nhé. À, 10 triệu cổ phần Em Điệp nói 10 triệu cổ phần Tuyệt vời quá, chính xác luôn 10 triệu cổ phần, nếu là 1 đô thì đã có 10 triệu đô Tương đương 240 tỷ Đó là định giá thấp nhất Còn 10 đô thì sao 2.400 tỷ, lực đòn bẩy nào Giúp anh chị có thể có sự bước phá tài chính như vậy Chỉ có nắm giữ cổ phần doanh nghiệp Trước IPO của các chính chị nha Đấy chính là bí mật của người giàu Mà chúng ta không biết Và ngày hôm nay chúng ta biết rồi đúng không ạ và đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta còn may mắn được gì được biết đến một tập đoàn đang gọi vốn đúng không ạ ở những giai đoạn cuối cùng cái giai đoạn vàng son nữa thì chúng ta cần phải gì nắm bắt đi thôi ạ à. <laughs> nắm bắt đi thôi và và gì leo lên nấc thang của người giàu đi ạ à. đừng đừng chôn chân ở cái nấc thang nghèo khổ lắm rồi chán lắm rồi đúng không ạ ngán lắm rồi, giống như Hoàng biết này, 40 tuổi rồi quý cô chính trị ạ. À. Ngày hôm nay không thay đổi thế, 10 năm, 20 năm nữa, thậm chí là còn còn gì? Còn nghèo hơn hiện tại bây giờ. Bởi vì sao? Càng lớn tuổi sức khỏe càng đi xuống, thu nhập cũng đi xuống, đúng không ạ? Đấy, cho nên chúng ta phải gì? tỉnh táo lên thôi, đúng không ạ? À, chào em Sưởng Mai Hoa Cương nhé. Chào Văn Thiên Hoàng nhé. À mọi người ơi, Uh, thật sự thì hoàng biết cũng uh, rất mong uh, những ai mà ngày hôm nay trong livestream của hoàng biết đã được hoàng biết chia sẻ nhưng vẫn chưa nắm bắt cơ hội này thì sau buổi livestream có thể là comment cho hoàng biết để mà hoàng còn lăn tăn lấn cấn gì thì chúng ta có thể là chia sẻ trực tiếp bởi vì hiện tại giờ thì tập đoàn mình cũng có những cái gói rất là nhỏ thôi đúng không ạ hai trăm năm mươi đô một tháng trả góp cũng một triệu ba năm tháng quý cô chú anh chị có mất sáu triệu hai 5 tháng mất 6 triệu 2 nhưng mà tài sản các quý cô chú chị đã được định giá là là bao nhiêu rồi quý cô chú chị nhỉ? 500 triệu Việt Nam rồi quý cô chú. Ý, bỏ ra 6 triệu để đổi lấy 500 triệu, quý cô chú chị có lấy không ạ? À? Hả? Nếu như ngày trước mà năm 2010, năm 2004 Facebook mà gọi vốn, Hoàng Biết Biết ý Hoàng Biết bỏ vào Facebook ở tầm 20 triệu. Đến năm 2012 Hoàng Biết lấy về 92 tỷ. Quý cô chú anh chị ạ Nhưng cơ hội nó không còn nữa rồi Nếu cho Hoàng biết quay lại cái thời điểm đấy Bán nhà Hoàng biết cũng làm Quý cô chú anh chị ạ <laughs> Bán nhà Hoàng biết cũng làm Nhưng mà cơ hội trôi qua mất rồi Quý cô chú anh ạ Cho nên ngày hôm nay chúng ta cần phải nghiêm túc đi Bỏ ra số tiền rất bé Không có ảnh hưởng gì chúng ta Đấy, nhưng chúng ta sẽ có một tài sản được định giá là cái thứ nhất Cái thứ hai, khi vào đây các bạn hãy tìm hiểu thật kỹ, thật nghiêm túc Để chúng ta thấy được cái giá trị nhân văn ở đây À, và chúng ta hiểu được lý do tại sao chúng ta cần phải nắm giữ cổ phần doanh nghiệp nhé. Wow, Hoàng Vích quá lâu giờ luôn. à, Mọi người ơi, hôm nay thì cũng là một cái um, đêm Giáng sinh, đêm Noel đúng không? Kết thúc tất cả những cái chặng đường của một năm cũ và chúng ta đang uh, chào đón hân hoan một năm mới với nhiều cái thông tin rất tuyệt vời. Hoàng Vích xin chúc tất cả quý cô chú chị sẽ có một năm đại thắng, thành công. À, với uh, cuộc sống cũng như là với công nghệ UT chúng ta nhé Hoàng Viết uh, rất cảm ơn các tất cả quý cô chú anh chị đã lắng nghe Hoàng Viết chia sẻ trong buổi livestream ngày hôm nay và cũng đồng hành với Hoàng Viết từ đầu buổi livestream đến giờ. Hoàng Viết vô cùng biết ơn tất cả quý cô chú anh chị ạ. Một lần nữa Hoàng Viết xin uh, chúc tất cả quý cô chú anh chị sẽ có một mùa lễ giáng sinh thật an lành, thật ấm áp và hạnh phúc bên gia đình. Hoàng Viết xin uh, À, chào và hẹn lại quý cô chính chị trong buổi livestream sau nhé à, xin chào và hẹn gặp lại tất cả tất cả quý cô chính chị ạ